Mỹ Xuân đi, con vịt đâu? Con chó đâu? À đúng. À kia hả? Đúng con chó hả? Con gà đâu con? Con gà đâu? Con gà đâu? Xong kìa đấy. Ui giời. Con vịt này. Ừ, con vịt. Lại đóng. Có cái đâu. Khác nhỉ con nhỉ. Xem trên chuyện nó khác nhỉ. À con chó ừ nó đang ăn đấy. Nó đang ăn ngô cái kìa. Đấy, nó đang ăn ngô đây này. Em tính đâu ăn nhà nhưng mà chắc em lộn số rồi. Trời. Tội vẫn chưa tan à? Lên mạng, lên mạng, lên mạng, cùng với nhau lên mạng đúng không? Chào mừng.